sự tham gia của các diễn viên Trương Chí Nghiêu trong vai Sở Lưu Hương, Phan Thiếu Hoàng trong vai Hồ Thiếu Hoa, Sử Khả trong vai Hoa Cô Ma, Như Bình trong vai Đỗ Tiên Sinh, Đào An Liêm trong vai Thạch Điền Chay, Lý Quang Tuấn trong vai Bạch Vân Sinh, Trương Tiểu Ni trong vai Ngọc Kiếm Công Chúa, Hải Ba trong vai Tiêu Lâm, Hứa Ngân trong vai Tiết Xuyên Tâm, cùng một số diễn viên khác. Đạo diễn Trương Mẫn. Bộ phim Sở Lưu Hương. Tập 37. Ơi trời. Ừ. Huynh đừng có nói với ta là huynh đã thật lòng yêu Tiểu Yêu Tinh đó rồi nha. Sở Lưu Hương ơi là Sở Lưu Hương. Cho ta bao nhiêu tiền á, ta cũng không tin huynh lại thành ra như vậy. Thành ra thế nào? Không thể nào nói ra được. Tóm lại hễ ta nhìn thấy bộ dạng này của huynh là thấy bực rồi à. Hỏi thật nha, huynh sẽ không vì tìm cổ mà từ bỏ tất cả, vì cổ mà hy sinh mọi thứ chứ? Dù cho huynh có thể bỏ mặc tất cả cũng đâu thể tới ta cũng không cần. Thôi được rồi, huynh không cần phải nói. Dù huynh có thể bỏ đi tất cả nhưng mà huynh nhất định là sẽ không bỏ rơi bằng hữu của mình. Ta nói đúng không? Hả? Nếu không á, huynh cũng đâu mang vẻ mặt đau khổ này đến tìm ta, đúng không? Từ sau hồi, tốt nhất huynh đừng quên. Thật ra ngoài ta ra, huynh còn rất nhiều bằng hữu khác. Ngày nào họ cũng đang đợi huynh, thậm chí là còn quan tâm đến huynh hơn ta nữa kìa. Huynh có hiểu không? Ta hiểu. Ta nghĩ là huynh chưa hiểu đâu. Huynh có biết lần này huynh đi, có thể sẽ không về được nữa không? Ta nhất định sẽ trở về mà. Huynh không cần phải nói vậy. Tin đồn về những người đó ta cũng đã có nghe qua. Trên đời này không ai đáng sợ hơn bọn họ đâu. Hey, lão sâu hôi à, vì Thạch Quan Âm, Thủy Mẫu Âm Cơ, cả Tiết Y Nhân nữa, bọn họ lợi hại đến đâu chẳng qua cũng chỉ là một con người thôi. Lần này thì khác, lần này là một gia tộc, ai cũng thần cơ diệu toán, võ công cao cường, có đáng sợ không? Huynh cũng nói là tin đồn, giả lại cũng không ai có thể chứng minh. Chính vì không ai chứng minh cho nên mới càng đáng sợ. Ai biết là bên trong cái sơn động gì đó rốt cuộc là có cơ quan gì, còn có mai phục gì nữa. Sơn động nào ta cũng có thể đi mà còn có thể vẹn toàn trở về, chẳng phải sao? Vậy cũng phải, ai kêu huynh là tên sâu hôi. Nè, huynh không đi không được sao? Phải. Huynh vì cổ mà làm vậy có đáng không? Đáng. Được. Hồ Đại Hiệp này sẽ đi cùng huynh. Huynh chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Nhưng sơn động đó, nếu đi rồi có thể sẽ không trở ra được nữa. Huynh vẫn muốn đi à? Đi. Mang rượu lên. Nè. Dạ. Bất kể trong sơn động đó có người, ma quỷ hay thần thánh, huynh đều muốn đi. Mặc kệ trong đó có người, có thần hay quỷ, trừ khi là trong đó không có rượu uống, nếu không Hồ Đại Hiệp ta nhất định sẽ đi cùng huynh. Được. Hãy để hai huynh đệ chúng ta cùng đi phá bỏ những lời đồn ma quỷ đó. Hả? À, hết rượu rồi. Tiểu Nhị. Dạ. Cho thêm hai tỉnh nữ như hồng, ta đem đi. Dạ được, có ngay. Không thể không có rượu uống ha.
Huynh chắc chắn là hang động của họ ở gần đây sao? Chắc chắn là ở gần đây, tuyệt đối không sai. Cái hang động này quả thật khó tìm. À thôi được rồi, coi như ta chưa nói gì, tiếp tục tìm. Ở gần đây có sơn động không? Nè, để ta hỏi cho. Vậy quên hỏi đi. Sao tối hôm đó bỗng nhiên cô lại biến mất vậy? Ngươi là ai? Sao lại cản đường của ta? Cô không nhận ra ta sao? Trước giờ ta chưa từng gặp ngươi. Cánh tay câu hồn đó rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Cô thật công nhận ra ta sao? Ta không hề quen biết ngươi. Nhưng mà ta biết cô. Cô tên là Ngải Thanh. Ta cũng không biết Ngải Thanh. Tránh ra đi. Ơ nè, hai người theo ta làm gì? Ta chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi. Được, hỏi đi. Sao cô lại ở đây? Ta luôn ở đây. Từ trước đến nay ta chưa xuống núi. Cô chưa từng xuống núi? Chỉ còn vạn phúc vạn thọ viên. Đó là nơi nào? Cô chưa đến đó thật chứ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Có lẽ ta đã nhận lầm người. Thật xin lỗi nghe. Chắc là nhầm người thật rồi. Bằng hữu của ta có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. À cô nương à, ta muốn hỏi một chút, gần đây có sơn động nào không? Hai người vốn không nên đến đây. Hôm đó cũng không nên đến vạn phúc vạn thọ viên gì đó. Hôm đó, sau khi phu phụ Ma Y lão nhân xuất hiện thì Trương Khí Khiết bỗng nhiên mất tích. Chắc là bị bọn họ bắt đi rồi. Nếu không, sao cổ lại nhẫn tâm không từ mà biệt chứ? Mà sau khi đi, hoàn toàn không có tin tức gì. Thân Sô Hôi, ta dám khẳng định sơn động ở gần đây. Hả? Hồ Đại Hiệp quả nhiên thông minh hơn người. Tại hạ tự nhận không bằng. Bái phục, bái phục. Xem ta nè. Các người đến từ đâu thì tốt nhất nên về nơi đó. Tại sao chúng tôi phải trở về? Đây không phải là nơi người phàm nên đến. Ta là người phàm, vậy các ngươi không phải người sao? Bọn ta không phải. Các ngươi không phải người, vậy là cái gì? Các ngươi không nên tới, lại càng không nên hỏi. Bọn ta đã đến, với lại cũng đã hỏi. Nếu đã đến thì không cần phải về nữa. Ta không hề muốn đi. Hồ Đại Hiệp, ở đây giao cho huynh. Bây giờ ta đã biết rồi, bọn ngươi quả nhiên không giống người mà giống con quay hơn. Hãy
Bọn người là mỹ rượu của ta. Được, ta đấu với bọn người tới cùng. Làm gì đó? Sao xoay vòng vậy? Xoay nhanh lên. Sao không xoay nữa mà giúp bọn người xoay? Làm bể rượu của ta hả? Thì phải chết thôi. Lại thêm hai tên cũng tốt. Đây là do ngươi đánh hả? Ai biết đâu, tao đánh rất nhiều trưởng rồi. Tao cũng đã đánh rất nhiều trưởng. Mà kệ, đem hắn về đi. Sao phải đem hắn về? Người này tuyệt đối không phải do ý xông vào đây đâu. Nên phải đem hắn về để hỏi cho rõ ràng hả? Ừ, phải. Rồi đi. Tên sâu hôi, Quynh ở đâu? Lẽ nào Quynh tự vào sân động rồi? Để lại ta một mình ở đây. Hay chà, đứa này lớn vậy. Ta biết đâu mà tìm ngươi đi. Nè, tên sâu hôi, có nghe thấy không? Chẳng lẽ nơi này thật sự có thần? Thánh đàn đó rốt cuộc ở đâu? Bước thứ nhất, ở đây đợi, để đến lúc có người đơn độc đi vào, dùng thủ pháp nhanh nhất khống chế hắn. Bước thứ hai, thay y phục của hắn, dùng thuật dị dung đơn giản nhất thay đổi dung mạo một chút, sau đó trà trộn vào. Bước thứ ba, thánh đàn đó là nơi được bọn họ xem trọng nhất, chắc hẳn phải nằm trung tâm của hang động này. Bên ngoài thánh đàn nhất định có một số ký hiệu rõ ràng. Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô cũng là người của bọn họ? Vậy cô nhất định phải biết Trương Ký Kiết ở đâu. Ta biết cô có rất nhiều bí mật không thể nói cho ta nghe, nhưng ta chỉ hy vọng cô cho ta biết thánh đàn ở đâu. Cô không thể nói cho ta nghe, cũng không thể vì ta làm bất cứ điều gì. Có lẽ đây đã là giới hạn cao nhất mà cô có thể làm. Thank you.
là thánh đàn thì phải có vài nơi đặc biệt. Đi lại. À, chào Mỹ huynh. Chào huynh. À, ăn cơm chưa? Vừa ăn xong. Ăn gì vậy? Thịt. Thịt là thịt heo hay là thịt bò? Đều không phải, là thịt người. Thịt của những người muốn xông vào đây. Vậy chắc là khó ăn lắm. Không phải người chúng ta, đuổi theo. Bọn họ trốn không cần đuổi, ở đó đợi ta là được rồi. Đợi ta tự ngã xuống, ta giống như rơi vào mê cung, mãi mãi không ra được. Được, nếu đã như vậy, chi bằng thử xem bay rủi, vào cửa trước rồi tính. Sao Lưu Hương, huynh to gan thật đó. Huynh dám đến nơi này, huynh còn muốn sống trở ra không? Lúc nãy ta giả vờ không quen biết huynh, huynh nên hiểu ý của ta, sao vẫn không đi chứ? Ngốc như heo vậy. Ta hiểu ý của cô, chỉ là ta không thể không đến. Tại sao? Lẽ nào vì huynh muốn tìm gặp ta? Xem ra không phải, bởi vì huynh vốn không biết ta ở đây. Ngụy Thanh, sao lần trước cô lại bỏ đi? Tại sao muốn giết ta chứ? Không sai, lần trước ta thực sự là muốn giết huynh. Nhưng còn sau đó? Sau đó ta vẫn gạt huynh. Lần đó ta đột nhiên mất tích, không hề có ai ép ta đi, là do ta tự bỏ đi. Bất luận thế nào, hôm nay cô cũng đã cứu ta. Ta cứu huynh chẳng qua là vì ta cảm thấy huynh quá ngốc, rõ ràng đã mắc lừa người khác còn tự cho mình thông minh. Ngụy Thanh, cô có thể cho ta biết thánh đàn ở đâu không? Thánh đàn? Huynh muốn đến thánh đàn sao? Ừ, phải. Lần này ta đến chính là vì muốn tìm một người. Huynh có biết người như thế nào mới đến được thánh đàn không? Không biết. Người sắp chết. Nếu bây giờ huynh ra ngoài còn có hy vọng sống sót, nếu huynh nhất định muốn đến thánh đàn thì chỉ có con đường chết. Cho dù biết là sẽ chết, ta cũng phải tới đó. Huynh muốn đi thật sao? Thôi được, vậy ta đưa huynh đi. Đúng ra ta muốn cứu mạng huynh, nhưng huynh thật sự muốn đi, vậy ta đành phải để cho huynh toại nguyện.
Rõ ràng ta đã điểm trúng việc đạo của hắn, đem hắn nhốt trong căn phòng nghìn thu. Sao hắn có thể trốn đến đây? Câu này ngươi không nên hỏi ta. Ta không hỏi ngươi thì hỏi ai? Lúc nãy có phải ngươi dẫn Thập Tam Lang vào căn phòng nghìn thu không? Đúng vậy. Đến bây giờ Thập Tam Lang vẫn chưa tỉnh lại. Võ công của người này vốn không thể đánh bại Thập Tam Lang. Huống hồ gì ta đã sớm điểm quyệt đạo của hắn rồi. Có lẽ quyệt đạo của hắn đã được người khác giải cho. Kế đó cả hai người cùng đối phó Thập Tam Lang. Ý của người lại? Ta không nói gì cả. Ta chỉ nói là chuyện này chỉ có khả năng đó mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tiểu Hồng giúp người này trốn thoát hả? Câu này ngươi không nên hỏi ta. Chắc là tự ngươi cũng nghĩ ra được. Sao Tiểu Hồng lại làm như vậy? Ta không biết. Ta chỉ biết gần đây Tiểu Hồng thường ra ngoài mua lương thực. Giả lại người này là một thiếu niên rất anh tuấn, hình như còn rất là gian xảo. Nghĩa là hai người bọn họ sớm đã có tư tình. Hắn tới đây vốn là muốn tìm Tiểu Hồng, nên Tiểu Hồng mới mạo hiểm cứu hắn hả? Ta không có nói gì cả. Dù ngươi có nói cũng có cách nào chứng minh. Ngươi còn không thừa nhận? Ngươi muốn ta thừa nhận cái gì? Ngươi dám động vào ta? Ngươi quên ta là người ở đâu sao? Cho dù chuyện này là thật, các ngươi cũng không có cách nào trị tội ta. Đặc biệt là ngươi. Ta biết ngươi luôn hận ta, đố kỵ ta. Ở bên ngoài ngươi có thể tìm cớ chặt một cánh tay của ta. Nhưng bây giờ ta là người ở trong này, ngươi có thể làm gì ta? Dù ta không thể đối phó ngươi, nhưng rồi sẽ có người đối phó được ngươi. Ngươi dám cùng ta đi đối chất không? Đi thì đi, dù sao sự thật rõ ràng, ngươi có xảo biện cũng vô ích. Người đâu? Bắt phản đồ Ngải Thanh, mang lên hành hình. Cung thịnh thánh nữ. Mang tên là Mặt Trà trộn vào đây và ả phản đồ. Giả lên đây cho ta. Ngải Thanh, ngươi tân là tư hoa nữ trước thần linh, ngươi biết vi phạm giáo quy và chịu sự phạt như thế nào rồi chứ? Hộ pháp, ta không có, ta không có. Ngươi còn xảo biện. Hôm đó ngươi ra sông gánh nước, không phải chính là muốn dẫn dụ Sở Lưu Hương tới đây sao? Không phải đâu hộ pháp, không phải như vậy. Thật sự là không phải. Đừng xảo biện nữa. Ngươi đâu? Quyết hình đợi lệnh. Hộ pháp,
hộ pháp. Quyết thần, quyết thần, hộ pháp. Quyết thần, quyết thần, hộ pháp. Quyết thần, quyết thần, quyết thần, quyết thần, quyết thần, hộ pháp. Hộ pháp, ta không có. Hộ pháp, thả ta ra đi. Thả ta ra. Thả ta ra đi. Hộ pháp, ta không có. Hộ pháp, quyết thần, quyết thần, quyết thần, quyết thần. Nghĩ ngươi vẫn còn nhớ lời ta nói. Nếu ngươi có thể đến đây, ngươi sẽ biết tất cả. Người gỗ từ lúc nào vậy? Lúc nãy khi mùi nhìn thấy ta là cố ý giả vờ không quen biết, chẳng phải cũng là người gỗ đó sao? Mùi không phải người gỗ mà là thần. Thần? Huynh không tin sao? Ta thật không nhìn ra mùi có chỗ nào giống dáng vẻ của thần. Đó chỉ là do bây giờ mùi đã biến thành người rồi. Vì mùi đã biến thành người từ lúc nào vậy? Chính là vừa rồi, lúc huynh mở mặt nạ của mùi ra, mùi lại biến thành người rồi. Ta thật sự không hiểu. Không những không hiểu mà càng lúc càng mơ hồ. Từ từ ngươi sẽ hiểu thôi. Trù này là đến từ Ba Tư. Thức ăn cũng là loại mà các ngươi thích. Đúng vậy, còn có gì cá mà mùi thích ăn nhất? Hai người đã sớm biết ta sẽ tới đây à? Sở Hương soái mà đã muốn đi đâu rồi thì không có ai có thể cản trở được. À, bà biết ta là Sở Lưu Hương. Để ta giải tỏa những nghi hoặc của ngươi nha. Thứ nhất, Trương Khiết Khiết chính là con gái của ta. Thứ hai, người muốn giết ngươi cũng là ta. Là bà? Bà đã muốn giết ta, tại sao còn đưa ta đến đây? Quả thật bọn ta là một gia tộc thần bí. Không ai biết bọn ta từ đâu đến. Thậm chí ngay cả bọn ta đều không có cách tìm lại quê hương của mình. Chúng tôi tôn thờ cũng là một tôn giáo thần bí kỳ dị, bắt nguồn từ chân trời, cũng gần giống đạo thờ lửa của Ba Tư, cũng chính là Phật giáo trung thổ của các người. Vị thần bọn ta tôn kính cũng là thánh nữ trong giáo phái bọn ta. Thánh nữ cũng được chọn ra từ trong những trinh nữ trong giáo phái. Thánh nữ của đời trước đã chọn được người kế tiếp, đó chính là con gái ta. Con gái của ta
bất kể là ai được chọn làm thánh nữ, người đó đều phải hy sinh vì tôn giáo, vì gia tộc bọn ta. Vừa không có được cuộc sống của người phàm, càng không được có tình cảm của người phàm. Bất kể là ai được chọn làm thánh nữ, bất cứ ai cũng không có cách nào thay đổi sự thật này, trừ khi có một người lạ mặt từ bên ngoài tới, có thể vào được thánh đàn, dán được mặt nạ tượng trưng cho linh hồn của thánh và sức mạnh của thần linh. Nhưng mà bao nhiêu năm đã trôi qua, không một ai có thể làm được, cho nên pháp linh đó xem như không có tồn tại. Mười mấy đời thánh nữ, không một ai có thể thoát được, giận rủi suốt đời buồn tuổi cô đơn. Theo người ngoài nhìn vào, có lẽ được làm thánh nữ là một niềm vinh hạnh. Nhưng ta biết không một ai có thể giống như ta tiếp cận được thánh nữ những đời trước gần như vậy. Chỉ có ta nhìn thấy lúc bọn họ thức dậy giữa đêm khuya, một kẻ cô đơn, họ giống như phát điên vậy, thậm chí phải dùng kim đâm lên cơ thể họ đến mức máu chảy không ngừng. Ta làm sao nhẫn tâm để con gái của ta chịu nhiều đau khổ như vậy? Từ sau khi sinh nó ra, ta đã làm một hộ pháp trong giáo phái. Nhưng mà cũng chính vì vậy, ta cũng không thể thay đổi số phận của nó, trừ khi ông trời ban cho ta một người làm mặt từ bên ngoài tới, có thể dán được mặt nạ đáng sợ đó. Nên bà nghĩ đến ta để cậu đi tìm ta, có phải không? Phải. Vậy tại sao lại kêu cậu đi giết ta? Có hai nguyên nhân. Bởi vì ngươi là người rất hiếu kỳ, là người rất thích mạo hiểm. Nếu như ta muốn ngươi tự vào đây, đương nhiên ngươi sẽ không chịu, bởi vì giữa hai ngươi không hề có tình cảm gì. Cho nên ta định phải nghĩ đủ mọi cách dấy lên lòng hiếu kỳ của ngươi, để hai người có cơ hội tiếp xúc, để hai người từ từ nảy sinh tình cảm. Vậy sao bà lại chắc chắn chúng tôi nhất định sẽ nảy sinh tình cảm? Một đứa con gái giống như con của ta đây, làm sao không có đàn ông thích nó được chứ? Nói cũng phải, khắp thiên hạ không có mấy người đàn ông không thích cô ấy. Đàn ông như Quynh đây, có nữ nhân nào mà không thích Quynh chứ? Thật là biết định bợ. Bao anh di cá của muội đi. Con gái ta nói đúng. Nếu ta sinh muộn 30 năm, có lẽ cũng sẽ thích ngươi. Bây giờ mẹ cũng rất thích Quynh ấy đó thôi. Con thấy mẹ là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thích rồi đó. Đúng vậy, giữa người và người giống như nam châm vậy, đã gặp nhau rồi thì sẽ khó tách rời. Đây có lẽ chính là duyên phận mà mọi người thường nói. Lúc nãy bà nói có hai nguyên nhân, còn một điều nữa thì sao? Đúng vậy,
Lúc nãy ta nói bất luận ai vào tới đây rồi còn khó hơn lên trời. Tuy ta đã nghe qua danh tiếng của ngươi, nhưng mà ta chưa từng gặp qua ngươi. Cho nên bà muốn thử ta có đúng không? Ta muốn thử ngươi, ta muốn thử võ công và cơ trí của ngươi, xem có phải là cao như trong lời đồn hay không, xem có đủ tư cách làm con rể của ta hay không. Vậy ta xin hỏi bà, bà có từng nghĩ nếu ta bị bà thử tới chết không? Đời người mà, ai cũng khó tránh khỏi cái chết, phải không? Chỉ là có một chuyện ta vẫn chưa hiểu, tại sao bà phải chặt đứt cánh tay của Ngải Hồng chứ? Tay của Ngải Hồng không phải do ta chặt, là Ngải Thanh chặt đứt. Các người khiến ta quá thất vọng. Quy tắc của bổn giáo ta nghĩ các người rất rõ. Các người hãy liều mà làm đi. Trong gia tộc của chúng tôi, trong hang động này, mỗi người muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình đều bất chấp thủ đoạn. Thật không ngờ, mỗi một việc mà các ngươi đã trải qua đều là chính tay ta sắp đặt. Nghe nói người của ngươi đều đã thất bại. Đúng vậy, bọn họ đều là những cao thủ hàng đầu trong võ lâm. Không phải bọn họ bất tài, mà do Sở Lưu Hương quá lợi hại. Tối hôm nay ta sẽ phái người dẫn dụ Sở Lưu Hương đến phủ của ngươi. Nếu cô nương nhà ngươi ưng ý hắn thì đó là số phận của hắn, không ngại để hắn giải trừ bệnh tật của cô nương ấy. Như vậy hai cha con người cũng có thể an hưởng niềm vui đoàn tụ rồi. Được, ta lập tức đi sắp xếp. Những gì mà ngươi làm quả nhiên không khiến ta thất vọng, cho nên tối hôm đó ta mới tới gặp ngươi. Sau đó kêu Ngải Thanh và Ngải Hồng ở ngoài tiếp ứng cho ngươi. Ta đoán được ngươi nhất định sẽ tới đây. Nhưng có một việc ta nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra. Ngươi có thể hỏi. Chính là biết bao nhiêu người, tại sao bà cứ phải chọn ta chứ? Chọn ngươi? Ta biết ngươi là một người đàn ông tuấn tú, sẽ rất được các nữ nhi yêu mến. Giả lại, võ công của ngươi và cơ trí của ngươi trong giang hồ không ai có thể sánh được. Hơn nữa, bây giờ ngươi vẫn là một người đàn ông đơn thân. Ta tin bất kỳ người mẹ nào nếu chọn con rể nhất định đều chọn ngươi. Những lý do trên vẫn không phải là quan trọng nhất. Hả? Ta chọn ngươi, lý do quan trọng nhất đó là ngươi đã làm một việc khiến ta thất vọng. Ta
khiến ta hết sức vui mừng. Ta luôn muốn nghĩ ra cách báo đáp ngươi. Ta đã làm một việc khiến bà vui mừng. Là việc gì? Ngươi đã thay ta giết Thạch Quan Âm. Hai người có thù sao? Niềm vui lớn nhất của Thạch Quan Âm đó là giành tướng công và người tình của người khác. Ả ta quả thực không phải là người. Bây giờ chắc ngươi đã hiểu hết rồi chứ? Được rồi, đã lâu rồi hai người không gặp nhau, nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói. Ta cũng nên hiểu chuyện một chút. Về những người đó ta cũng đã có nghe qua. Trên đời này không ai đáng sợ hơn bọn họ đâu. Hey, lão sâu hôi à, vì Thạch Quan Âm, Thủy Mẫu Âm Cơ, cả Tiết Y Nhân nữa, bọn họ lợi hại đến đâu chẳng qua cũng chỉ là một con người thôi. Lần này thì khác, lần này là một gia tộc, ai cũng thần cơ diệu toán, võ công cao cường, có đáng sợ không? Huynh cũng nói là tin đồn, vả lại cũng không ai có thể chứng minh. Chính vì không ai chứng minh cho nên mới càng đáng sợ. Ai biết là bên trong cái sơn động gì đó rốt cuộc là có cơ quan gì, còn có mai phục gì nữa. Sơn động nào ta cũng có thể đi, mà còn có thể vẹn toàn trở về, chẳng phải sao? Vậy cũng phải. Ai kêu huynh là tên sâu hôi? Nè, huynh không đi không được sao? Phải. Huynh vì cổ mà làm vậy có đáng không? Đáng. Được, Hồ Đại Hiệp này sẽ đi cùng huynh. Huynh chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Nhưng sơn động đó, nếu đi rồi có thể sẽ không trở ra được nữa. Huynh vẫn muốn đi à? Đi, mang rượu lên. Nè, dạ. Bất kỳ trong sơn động đó có người, ma quỷ hay thần thánh, huynh đều muốn đi. Mặc kệ trong đó có người, có thần hay quỷ, trừ khi là trong đó không có rượu uống, nếu không Hồ Đại Hiệp ta nhất định sẽ đi cùng huynh. Được, hãy để hai huynh đệ chúng ta cùng đi phá bỏ những lời đồn ma quỷ đó. Hả? À, hết rượu rồi. Tiểu Nhị. Dạ. Cho thêm hai tỉnh nữ như hồng, ta đem đi. Dạ được, có ngay. Không thể không có rượu uống ha. Hãy
Huynh chắc chắn là hang động của họ ở gần đây sao? Chắc chắn là ở gần đây, tuyệt đối không sai. Cái hang động này quả thật khó tìm. À thôi được rồi. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Chí Nghiêu trong vai Sở Lưu Hương, Phan Thiếu Hoàng trong vai Hồ Thiếu Hoa, Sử Khả trong vai Hoa Cô Ma, Như Bình trong vai Đỗ Tiên Sinh, Đào An Liêm trong vai Thạch Điền Chay, Lý Quang Tuấn trong vai Bạch Vân Sinh, Trương Tiểu Ni trong vai Ngọc Kiếm Công Chúa, Hải Ba trong vai Tiêu Lâm, Hứa Ngưng trong vai Tiết Xuyên Tâm, cùng một số diễn viên khác. Đạo diễn Trương Mẫn. Bộ phim Sở Lưu Hương. Tập 37. Ơi trời. Coi như ta chưa nói gì, tiếp tục tìm. Ở gần đây có sơn động không? Nè, để ta hỏi cho. Vậy quên hỏi đi. Sao tối hôm đó bỗng nhiên cô lại biến mất vậy? Ngươi là ai? Sao lại cản đường của ta? Cô không nhận ra ta sao? Trước giờ ta chưa từng gặp ngươi. Cánh tay câu hồn đó, trước cùng huynh đừng có nói với ta là huynh đã thật lòng yêu Tiểu Yêu Tinh đó rồi nha. Sở Lưu Hương ơi là Sở Lưu Hương. Cho ta bao nhiêu tiền ta cũng không tin huynh lại thành ra như vậy. Thành ra thế nào? Không thể nào nói ra được. Tóm lại hễ ta nhìn thấy bộ dạng này của huynh là thấy bực rồi. Hỏi thật nha, huynh sẽ không vì tìm cổ mà từ bỏ tất cả, vì cổ mà hy sinh mọi thứ chứ? Dù cho huynh có thể bỏ mặc tất cả cũng đâu thể tới ta cũng không cần. Thôi được rồi, huynh không cần phải nói. Dù huynh có thể bỏ đi tất cả, nhưng mà huynh nhất định là sẽ không bỏ rơi bằng hữu của mình. Ta nói đúng không? Hả? Nếu không á, huynh cũng đâu mang vẻ mặt đau khổ này đến tìm ta, đúng không? Từ sau hồi, tốt nhất huynh đừng quên. Thật ra ngoài ta ra, huynh còn rất nhiều bằng hữu khác. Ngày nào họ cũng đang đợi huynh, thậm chí là còn quan tâm đến huynh hơn ta nữa kìa. Huynh có hiểu không? Ta hiểu. Ta nghĩ là huynh chưa hiểu đâu. Huynh có biết lần này huynh đi, có thể sẽ không về được nữa không? Ta nhất định sẽ trở về mà. Huynh không cần phải nói vậy. Tin đồn.